cho thiên thần bé nhỏ của mẹ. Trung thu nước mình hàng năm vẫn thường rơi trúng ngày mưa. Nếu trung thu này cũng là một ngày mưa nữa, tình yêu của mẹ không thể rước đèn dưới trăng, con sẽ làm gì? Khác với đại hội thể thao của trường Tomoe, thầy hiệu trưởng Kobayashi có thể tìm hiểu và chọn lựa trước một ngày đẹp trời. Tết trung thu tính theo đúng lịch là thời điểm trăng tròn cố định. Ta không thể quyết định đó là ngày mưa hay là ngày nắng. Điều ta có thể đó là thu xếp việc đón trung thu cùng nhau thế nào. Tết trung thu xét trên ý nghĩa là dịp quây quần bên nhau vào khi ngày hết, trăng lên, gác mọi việc riêng, cùng làm với nhau những việc khiến cho tất cả yêu quý nhau hơn, hạnh phúc được ở bên nhau như vậy. Thiên thần của mẹ cùng bàn với ba mẹ, người thân, người sẽ cùng con đón trung thu, những gì sẽ làm cùng nhau nhé. Như thế, dù trời có mưa cũng không mấy ảnh hưởng nữa, không khiến cho con mất đi niềm vui trong ngày Tết dành cho trẻ nhỏ này. Mẹ chúc cho trung thu năm nay của tình yêu bé nhỏ sẽ ngập trong tiếng cười. Còn bây giờ, ta trở lại với phần còn lại của chương Toto-chan còn đang dang dở và thêm một chương nữa nhé. Đại hội thể thao phần cuối và Kobayashi Isha. Tóm tắt một chút về phần trước thì đại hội thể thao hàng năm ở trường Tomoe được tổ chức với những trò chơi vận động không chỉ mang tinh thần thể thao mà còn gắn kết tất cả những ai tham dự, bao gồm học sinh, thầy cô và phụ huynh nữa. Ngày hội thể thao đầu tiên tại trường mà Toto-chan trải qua là một ngày nắng đẹp khiến cho mọi người đều rất hào hứng. Toto-chan đã vui đến nỗi còn muốn diện đồ đặc biệt để tham dự đại hội nữa kia. Đó sẽ là nội dung của phần tiếp theo mà ta sẽ bắt đầu ngay đây. Toto-chan mặc áo sơ mi trắng, quần short màu xanh nước biển đến tham dự đại hội thể thao. Thật ra, Toto-chan muốn được mặc quần bụt túm có nhiều nếp xếp ly cơ. Toto-chan ao ước được mặc kiểu quần ấy. Chả là có lần sau giờ tan học, thầy hiệu trưởng có buổi hướng dẫn các cô ở trường mẫu giáo bộ môn thể dục nhịp điệu ở dưới sân trường. Toto-chan đã bị thu hút bởi kiểu quần bụt túm mà các cô mặc hôm ấy. Toto-chan thích chiếc quần bụt túm này là bởi vì mỗi lần các cô dậm chân thình thình xuống nền đất, phần bắp chân lộ ra dưới chiếc quần túm cũng rung rinh theo. Toto-chan thấy như thế rất là người lớn, nên mong được mặc kiểu quần này lắm. Chả thế mà hôm ấy chạy về đến nhà là Toto-chan lôi ngay cái quần sọt ra mặc rồi đứng dậm chân thình thình. Nhưng cặp chân gầy gò của cô bé lớp 1 như Toto-chan chẳng rung rinh chút nào. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Toto-chan kết luận rằng phải mặc cái quần như cô ấy thì chân mới rung rinh được. Toto-chan giải thích cho mẹ về kiểu quần các cô mặc. Mẹ cũng hiểu ra đó là cái quần bụt túm. Toto-chan đòi mẹ cho mặc cái quần bụt túm vào đại hội thể thao, nhưng tiếc là mẹ không mua được loại cỡ nhỏ. Vậy nên hôm ấy Toto-chan phải mặc chiếc quần sọt không thể rung rinh. Đại hội thể thao bắt đầu và một điều cực kỳ ngạc nhiên đã xảy ra. Đó là việc bạn có chiều cao khiêm tốn nhất trường, tay chân ngắn nhất trường là Takahashi Kin đã về nhất ở tất cả các trò. Các bạn học sinh tham gia hầu hết tất cả các trò chơi. Thật không thể tin nổi. Ở trò thi cá chép, trong khi các bạn còn đang bò lổm ngổn trong thân cá chép thì Takahashi Kin đã thoăn thoắt chui ra bên ngoài. Đến trò thi tìm mẹ, khi các bạn mới thò được đầu qua hai bậc thang thì Takahashi Kin lại chui được qua và bỏ xa hơn cả mấy mét. Kể cả ở trò chạy tiếp sức, trong khi các bạn còn đang mò mẫm leo lên từng bậc thì Takahashi Kin với đôi chân ngắn tủn leo thẳng một lèo lên bậc trên cùng, hai chân hệt như hai cái bít tông đẩy lên đẩy xuống, sau đó lại thoăn thoắt leo xuống chẳng khác gì một cuộn phim tua nhanh. Mặc dù tất cả các bạn đều thề là phải thắng được Takahashi Kin, nhưng cuối cùng giải nhất vẫn về tay bạn ấy. Toto-chan cũng cố gắng lắm, nhưng chẳng thắng được trò nào. Toto-chan chỉ thắng được Takahashi Kin lúc chạy bình thường thôi, còn những đoạn khác thì đành chịu thua.
Takahashi Kin tự hào đi lên nhận giải thưởng, hai bên cánh mũi cứ phập phà phập phồng, toàn bộ cơ thể cũng toát lên sự vui mừng, hạnh phúc. Takahashi Kin về nhất ở tất cả các trò nên được nhận hết phần thưởng này đến phần thưởng khác. Các bạn ở dưới ghen tị lắm. Trong thầm tầm ai cũng nghĩ kiểu gì sang năm phải thắng được Takahashi Kin. Tuy nhiên, vòng nguyệt quế của đại hội thể thao những năm sau đó luôn về tay Takahashi Kin. Phần thưởng của đại hội cũng mang đậm phong cách thầy hiệu trưởng. Giải nhất là một củ cải, giải nhì là hai củ ngưu bạn, giải ba là một bó rau chân vịt. Đến nỗi mà sau này khi lớn lên, Toto Chan vẫn cứ tưởng giải thưởng của đại hội thể thao nào cũng là rau. Hồi ấy ở các trường khác, phần thưởng thường là vở, bút chì hoặc tẩy. Mặc dù không biết phần thưởng ở các trường khác thế nào, nhưng các bạn ở trường Tomoe không thích phần thưởng rau này lắm. Kể cả Toto Chan, tuy nhận được củ ngưu bàn và hành tây, nhưng Toto Chan rất ngại mang mấy thứ đó lên xe điện về nhà. Ngoài ba giải thưởng chính ra, phần thưởng bằng rau còn được trao dưới rất nhiều tên gọi khác. Thế nên, khi đại hội kết thúc, bạn nào bạn nấy cũng đều có rau đem về. Các bạn chẳng giải thích được tại sao lại xấu hổ khi đem rau từ trường về. Nhưng có bạn nói rằng không thích bị gọi là không bình thường. Ấy thế nhưng, nếu phải xách giỏ ra cửa hàng mua rau cho mẹ, thì chẳng bạn nào thấy xấu hổ cả. Một bạn to mập nhận được giải thưởng là một cây bắp cải. Sau một hồi nghiên cứu các kiểu mang vác, bạn ấy bảo, tớ không thích đâu, cầm cái này về xấu hổ lắm, tớ vứt đi đây. Chẳng biết có phải nghe thấy các bạn phàn nàn không, mà thầy hiệu trưởng đi ra chỗ các bạn, đàn tay xách nách mang, nào là cà rốt, củ cải, và bảo, các con không thích à? Tối nay các con thử bảo mẹ nấu một bữa tối bằng những thứ này xem. Đây là rau các con tự kiếm được kia mà, đó sẽ là thức ăn của cả gia đình hôm nay. Các con không thích à, chắc chắn là ngon lắm đấy. Quá đúng như thầy nói, đây là lần đầu tiên Toto Chan tự kiếm được thức ăn cho bữa tối của nhà. Toto Chan nói với thầy hiệu trưởng, con sẽ bảo mẹ nấu món ngưu bàn xào với củ ngưu bàn này, còn hành thì con chưa biết làm món gì. Lập tức, các bạn lần lượt nói cho thầy hiệu trưởng biết thực đơn của mình. Thầy hiệu trưởng cười đến đỏ cả mặt, sung sướng nói với các bạn. Vậy à, vậy là các con đã hiểu ý thầy rồi. Có lẽ thầy hiệu trưởng chỉ muốn các bạn ăn một bữa tối được làm từ các loại rau này với gia đình, vừa ăn vừa kể về đại hội thể thao. Đặc biệt, thầy muốn Takahashi Kin tự hào với mâm cơm đầy ắp các món tự bạn mang về nhờ giành được giải nhất. Trước khi cảm thấy tự ti về cơ thể nhỏ bé không thể lớn hơn của mình được nữa, bạn sẽ nhớ mãi niềm vui cũng như sự tự tin khi giành được chiến thắng ngày hôm nay. Và rất có thể, chỉ có thể thôi, các trò chơi đậm phong cách Tomoe mà thầy hiệu trưởng nghĩ ra cho đại hội, mục đích chính là để giúp Takahashi Kin giành được chiến thắng chăng? Học sinh Tomoe thường gọi thầy hiệu trưởng là Kobayashi Isha, bố Isha tráng hói. Thầy hiệu trưởng tên đầy đủ là Kobayashi Shosaku. Thầy hay nói chuyện về thơ haiku. Thầy rất thường xuyên nhắc về một nhà thơ nổi tiếng tên là Kobayashi Isha. Thế là học sinh trường ghép luôn hai chuyện này lại với nhau và gọi thầy hiệu trưởng như vậy. Nhà thơ Isha qua đó cũng trở nên gần gũi với các bạn học sinh hơn. Thầy hiệu trưởng thích thơ của Isha vì thơ ông rất chân thực, xuất phát từ những điều trong cuộc sống. Thầy hiệu trưởng kính trọng và ngưỡng mộ nhà thơ Isha bởi nhà thơ đã tạo ra một thế giới riêng với những câu thơ rất đổi hồn nhiên, không hề giống với bất kỳ nhà thơ nào trong số hàng trăm nghìn nhà thơ thời bấy giờ. Mỗi khi có thời gian, thầy lại dạy các bạn học sinh thơ của Isha và các bạn cũng thuộc nằm lòng những bài thơ ấy. Này chú ít gầy, có Isha đây, chớ để thua đấy. Này chim sẻ nhỏ, tránh ra, cho ngựa ta qua. Chớ có đập nó, cái con ruồi ấy đang xin hàng đấy. Có lần, thầy Kobayashi còn ngẫu hứng phổ nhạc cho thơ để tất cả cùng hát theo nữa. Lại đây, chơi với ta nào,
chim sẻ mồ côi. Giờ hai cư của thầy hiệu trưởng tuy không phải là giờ chính thức, nhưng các bạn học sinh rất thường xuyên được học. Bài thơ hai cư đầu tiên của Toto Chan là Nora Kuro rời bỏ quân ngũ, trở về đại lục. Thì bởi thầy hiệu trưởng bảo chỉ cần biến những suy nghĩ của mình thành thơ mà. Nói vậy chứ, những câu thơ của Toto Chan khó có thể được gọi là haiku. Nhưng bài thơ này ít nhất cũng có thể hiểu được Toto Chan khi ấy đang quan tâm tới cái gì. Bài của Toto Chan không theo cú pháp 5-7-5 mà là 5-7-7. Thì bài thơ Này chim sẻ nhỏ, tránh ra, cho ngựa ta qua của nhà thơ Isa cũng là 5-8-7 đấy thôi. Mỗi khi cả trường đi dạo ở cư hình Bách Sư hoặc khi trời mưa, các bạn không thể chơi ngoài sân mà phải tập trung trong hội trường. Nhà thơ Kobayashi Isa của trường Tomoe lại dạy cho các bạn học sinh về con người, về thiên nhiên cũng như cách suy nghĩ thông qua các bài thơ haiku. Các câu thơ của nhà thơ Isa quả thật là rất hợp với trường Tomoe. Khi nào tuyết tan, trên khắp xóm làng ngập tràn bọn trẻ. Nhật Bản có thơ haiku, Việt Nam cũng có thơ lục bát. Nhưng dù thể thơ gì, thơ văn cũng tượng trưng cho sự ghi nhận là vẻ đẹp tâm hồn. Thiên thần nhỏ của mẹ đã từng làm thơ chưa? Khi nào có thể, con cũng hãy thử nhé. Còn bây giờ, chúng mình cũng ngủ sớm thôi. Giờ kể chuyện hôm nay đến đây đã hết rồi. Mẹ chúc tình yêu của mẹ một giấc ngủ ngon. Hôn con thật dài lên trán. Hẹn gặp lại con lần sau. Thank you.